trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bến giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắc son, mang trọn niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tâm cha ơi, thương cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Oh,
dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi, ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bạn thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn nên người. Thao thức cầu mong con lớn nên người. Thao thức cầu mong con lớn nên người.
Thank you.
Ở đường Bạch Triều, phường An Cầu cùng hiện tiền chư đại đức tăng trong ban kinh sư, chương trình tăng lễ hôm nay cũng được đặt dưới sự chứng kiến. Tâm ái kia tâm lo để cầu rõ tâm.
Phật Minh Trị Tôn Thất Ngọc Vì Tôn Thất Ngọc Thù Trăng Lệ Nguyên Thị Thu Giang Đương Nữ Cầm Hà Nguyên Thị Minh Phúc Ngô Thị Hằng Tôn Nữ Phương Thảo Tôn Nữ Phương Diệ Tôn Nữ Phương Chi Tôn Nữ Phương Như Trần Hồng Sơn Phụ Chỉ Dương Trần Văn Thảo Tôn Thất Liên Thanh Dự Toàn Gia Bye.
Tháng
Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé,
bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng. Thắp hương trong bàn thờ.
Oh.
ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
Khi mà ta cho
vì con thân ân ngọc thù. Có hai đứa ấy. Hai em ở xa. Để buổi chiều thì hôm nay xin con chào các bạn cùng nhiệt tình. Thank you.
Yeah.
Yeah.
vị vị có trọng dấu lệ. Bà nói rồi ngoài thật là quyển thổ thổ hương Phật Phật tử. Pháp dân dân bê với hải. Thế dân dân là tô công thân 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 thân. Được hệ có thai mặt hiền tiền chứ năm năm. Thái mà bản chất lên lên. Cùng với toàn thể thủy bản trong dòng dòng tộc. Trước thể xin còn lời tạm dương làm lòng hiểu đạo, làm lòng tín đạo và sự thể hiện đạo trong đời sống hàng ngày của toàn thể quý vị có con cái cổ nước có nguồn. Làm người thì ai ăn Phật Phổ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại. Cái tổ tôi, cội cội cộng cộng chắc, thì thành là hoa trải bởi xuất xuất xê. Nửa đó nguồn, nguồn của trong xa xa, thì áo là hồ sống ra ngoài mới không bị vân vân độc độc. Ngày hôm nay tại gia đình của quý vị, cha ông chủ bản của quý vị được từ già ngoài đời. Quý vị đã làm ngã đi tất cả những công việc xã hội, những công việc đời sống hàng ngày mà trở về mãi gia đình để cho nhau cắt thắt rồi. Thì đấy là một nhân duyên phước báo mà từ nhiều đời nhiều kiếp tổ tiên ông bà ngồi ngoài để lại biết thương yêu, biết dùng bảo, biết giúp đỡ lẫn nhau trên gọi dưới ngang dưới gõ nghĩ trên chấp nhận. Thì đấy là một giá đình có phước báo ngang ở ngoài trời. Còn lại là những giá đình nào mà cha mẹ con cái cháu chắc anh em cô dì chủ bạn xích mích gây mâu thuẫn lẫn nhau trên gọi giữa không nghe giữa gọn nghĩ trên không chấp nhận. Thì đấy là một giá đình chẳng khác nào đáng ở căn giới của địa ngục ánh xa địa ngục muốn tả nó dân là. Thì quý vị phải luôn luôn nhớ rằng sống là người phải có hiếu đạo. Một con người mà sống có hiếu đạo thì khi cha mình còn sống phải lo phục vụ cơm ăn áo mặc. Và khi cha mình đau ốm thì phải lo tìm thầy ái thuốc tốt để chữa trị để làm bằng cây đài thọ che mặt cho con cho cháu. Và khi cha mình hỏa vàng thì con cháu phải trên thượng dưới hòa trong ẩm ngoài anh nội em chị nội em nội chị nghe. Như vậy tạo nên một giá đình hòa hợp, tạo nên một giá đình đoàn kết. Thì giá đình đó là một giá đình sống có hiếu đạo. Mà một giá đình sống có hiếu đạo thì ta nên nhận thành viên trong gia đình mình sống có hiếu đạo. Và gia đình mình sống có hiếu đạo, thành viên sống có hiếu đạo thì gia đình đó anh em chị em biết thương yêu, biết đồng bào, biết chia sẻ cho nhau.
mà giá đất đó tạo đến những thành viên sầu sòi yếu đà, thì những thành viên trong gia đình là sầu sòi yếu đà thì đi ra về xã hội biết nhận trên, biết nhường dưới, biết tôn trọng nhường bậc trưởng thượng, biết tôn trọng nhường bậc lớn tuổi nít xã hội. Còn thì giá đất là sọc sọc có hiểu đà, ta nếu nhận thành viên sọc sọc có hiểu đà, thì nhận thành viên và sọc sọc có hiểu đà đó đi ra thì xã hội thì gây đạo lộn, gây mâu thuẫn để cho xã hội. Bởi vì có người mà sọc sọc có hiểu đà thì chỉ biết tranh đơn, tranh thua, giành 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 nhau để mà lật lưỡng chiếm đoạt tiền thì của người khác. Thì điều chắc chắn rằng một ngày mai đây sẽ có người khác dùng quỹ quyền dùng thể lực để mà chiếm đoạt là địa vị danh vọng của mình đã có. Bởi vì loài vật thủ cũng sống tầm bản năng, chúng thò ở ngoài trọng quên ơn. Còn trái lại, đối với loài người sống bằng ý thức, đã thò ở thì biết cách trả ơn. Không như vậy, mà tài bồi chân đất đó một ngày một phát triển, một ngày một tốt đẹp, một ngày một đi lên. Một công việc ổn định cuộc sống, có được quyền cao chức trọng, có được một mái nhà để che nắng che mưa, thì điều chắc chắn rằng quý vị đã nhờ đến ân đức cao dài của tổ tiên của ông bà, mà người gần nhất là cha mẹ mình, người gần nhất là mẹ mình, đã dạy công phu tròn đồng, dạy công tàu phước tàu đức 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 để ngày hôm nay quý vị là thừa được ân đức đức cao dạy đó. Cho nên quý vị phải nhớ lại, hồi tưởng lại những ân đức đức cao dạy của cha mẹ mình tàu dựng là một ngày một đi lên mới mong để lại ân đức đó cho con cho cháu quý vị mãi sau sẽ thừa hưởng được ân đức đức của quý vị bao giờ nhận. Chứ quý vị không nuôi dưỡng, không phát huy những ân đức đức mà chỉ biết thừa thì điều chắc chắn rằng ân đức của cha của mẹ một ngày một mai một, một ngày mà háo mòn thì còn đấu đêm lại cho con cho cháu quý vị mai sau thừa viên những kiến được biết bao nhiêu gia đình phải tan tác, anh phải chia lìa khi cha mẹ quá vàng, con cháu không lo việc con lên không lo việc cầu nguyện mà nghĩ đến tài sản, nghĩ đến vật chất mà tranh hơn tranh thua, dành 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 nhau, đấu sẻ nhau, kiếm cho gia đình phải tan tác, anh em phải chia lìa. Bởi vì bậc làm cha làm mẹ đó nuôi dưỡng con cái mà thiếu đi chất sự hiếu đạo, thiếu đi sự giáo dục của ông nặng nặng. Cây có cội, nước có nguồn, là người phải có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ. Ở giữa cuộc đời này không ai mà không còn sự bất mãn, người thì bất hiện tại, người thì bất danh vọng. Thì dù cho quý vị không bất hiện tại đi chắc chưa, thì quý vị cũng có khả năng để tạo dựng và làm ra được.
và dù cho quý vị có bất điều gì bất chắc còn đi chắc nữa thì quý vị cũng có thời gian để phục hồi điều gì dặn dò mình đã mất. Thế mà ngày hôm nay ta đã nhắc nhở được quý vị con bất cha cháu đồng 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 ông bà con mất đi một người thân hơi cực ngộ xóm là đã mất đi một người mà hiền thì dù ngoài cuộc đời này cho đến mạng mạng về sau quý vị còn tìm đâu ra được với sự mất mạng to lớn như vậy trong buổi lễ cầu siêu hôm nay quý vị đã quỳ giữa tam bảo quý vị đã quỳ lên diện là bà thơ quý vị đã nhận sự mất mát đó thành một sự cầu nguyện cầu nguyện quý thầy làm thành một năng lực mong mơ để chuyển đổi nhận thức của tuổi thân thân quý vị từ bé lòng sự được cái dễ dàng cổ từ đó hồ sụp sụp đi để đi cảm giới yên vui giờ đấy thầy xin xin ba phủ bằng tiền của quý vị làm đồng đồng tâm tư là ý chính làm tiền và loài ngọt ý chính mẫu của hàng ngàn được Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Điện Hảo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Ngưỡng Thái Bạch. Ngưỡng Thái Bạch Đinh Hòa Thượng Thích Thái Nguyên chủ trì chùa Bảo Ân chứng minh chẳng chủ Pháp Chư Pháp Sư Kính Bạch Kỳ Tông Đức Tăng trong ban tăng sinh. Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm Canh Tý, nhằm ngày 14 tháng 9 năm 2020, đang gia hiệu trưởng chúng con đã cùng duyên đương nhờ thần thông tam bảo được chư tôn hòa thượng chư đại đức tăng quang lâm đến đây đăng tòa lễ đại lễ cầu siêu và thiện pháp đồ linh cho cầu phù con là có Phật tử không thân phân sinh ngày 15 tháng 3 năm Nhập Túc mất ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý tại nhà số 9 đường Đồng Duy Tân Pháp Danh Nguyễn Thái sớm được chiếu sơn đặc tắc tăng giác hiệu trưởng chúng con xin dành kính mình đế đầu đồng lệ niềm ơn và xin nguyện tinh tận hành đạo theo những lời pháp chủ văn vọng của hòa thượng đã ban tặng cho toàn thể tăng gia hiệu trưởng chúng con. Bởi đây là những hành trang tư lương quý giá để cho mỗi chúng con sống tròn với hai chữ tiểu đạo. Trong quá trình tổ chức tang lễ hiệu trưởng chúng con tuy đã cố gắng nhưng không thể không bình thoại một số thiếu sót. Ngưỡng mong chư tôn thiền định văn hoa thì xả đổi tăng gia hiệu trưởng chúng con cầu chư tôn hòa thượng chư đại đức tăng pháp thể khiên an tuệ năng thường diệu phật sự viên thành chúng sanh di đồ. Nam mô Tiếp Điện Hảo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại Chứng Minh. Hôm nay được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thái Nguyên trong giờ phục vụ trang nghiêm này, chúng con xin có đôi dòng nhận cảm niệm thân ân gửi đến cha ông của chúng con là cổ khẩu tử Tô Tô Thân Văn Pháp Danh Nguyên Thái. Và ơi, chúng con đến lúc này và đã nhận được quả trang nghiêm nơi đó chắc là ba phần mà đang mừng vui lắm khi được gặp nhau sau những tháng ngày các
để cùng nhau nhìn lại một chặng đường dài mà ba mẹ đã cùng nhau trải qua, khổ cũng có và sự vui cũng có. Đó là những ngày tháng đầy nhiệt huyết trên bục giảng, hay những tháng ngày vô cùng khó khăn, lăn lộn giữa đường đời, phải làm lòng người nghề lớn thiện để cùng nhau nuôi dạy anh em chúng con không đúng không lớn thành người. Và chúng con tuy chưa một lần nào ôm ba ôm mà thật chặt và nói chúng con thương ba mà nhiều lắm, những trọng đặc sâu sắc phải tin chúng con hình làm ba mà luôn trong đây, ba mà luôn ở trong tim của chúng con và chúng con cùng luôn luôn được ở trong tình yêu thương vô bờ bến của ba mà. Dẫu tháng vàng kiếp sau, nếu có dịp chúng ngồi, chúng con vẫn luôn là một con của ba mẹ. Ba, chúng con nguyện sẽ trí nhờ lời ba mẹ dạy để đồng bọc yêu thương nhau. Ba, cùng nhau lo lắng, chăm sóc nhà thờ và mộ mà ông bà tổ tiên như lâu nay ba mẹ đã từng làm. Ba mẹ hãy đừng nói lắm tất cả, mà hãy an yên tự lại và cùng nhau tu tập, cùng nhau lên nổi những ý thiện thâm sâu của nhà Phật để đạt đến cảnh giới cao hơn như pháp danh như hải và hoàn nguyên mà ba mà được nhận. Chúng con kính cầu nguyện tam bảo phù hộ độ trì cho ba mà được đến với quay lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hội Tiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tạc tài chứng minh. Chư thân quyền hạ